Còn
Bình thường sẽ lấy là bình thường. Nhưng các bạn không về được. Sẽ lấy bệnh lý. Bệnh lý. Sử dụng chục trong. Tại vì nếu như nghe là các em là sinh viên mà em còn ngàn lắm. Thì khi mà các em hỏi là bạn có hỏi hôm nay là không gì không sinh lý, thì em cứ nói nó sẽ đọc quên rồi. Là mình sẽ học những gì đâu không? Thường mình sẽ thì các bạn nghĩ các bạn khác thì trong đầu sinh lý đó là sẽ liên quan đến các bạn gọi là trục. Nhiều hơn mình học cái ngày hôm nay mình biết là có chính xác thì đó là mình học môn sinh lý học là yếu quan cơ quan của mình chứ không phải là những cái năng dùng thôi đúng nha. Bởi vì là chỉ có mình hỏi là cái gì thì môn sinh lý học thì cũng nhắc là sinh lý không và lúc đó khi chị nói chuyện môn sinh lý học thì thầy dạy cái gì cũng như mấy bạn kiểu ồ lên nghĩ tới cái chuyện xấu rồi. Thì là cái tình huống học của chúng ta khác cho mình thấy cái kia của con. Thì kia là gì? Chị có mà. À, nói. Chị có mà. Bẩm sinh sinh ra là có đúng không? Không cần học. Còn
phải sợ có điều kiện mà phải học, phải tập luyện mới có được. Rồi chắc gì không? Đấy, chắc chắn là những tâm sự nào mà xuất hiện ngay sau tin thì nó không điều kiện lấy cả dần dần xuất hiện trong đời sống của mình mà... có chắc không? Gì mà tình dục đó, tình dục là khi trưởng thành. Bây giờ ha, muốn đi nhảy được thì đó là cái sẵn sàng có điều kiện hay không có điều kiện đó anh? Có hay không có điều kiện? Đi đứng hả? Không, đi không. Nhảy không điều kiện, không điều kiện. Có hay không có điều kiện? Không. Chị nghe có bạn có, bạn không? Thì cũng tại sao người có, tại sao người không? Tại vì đó là bản năng. Bản năng. Bản sinh. Tại sao người có? Tại sao người có điều kiện? Phải tập đi. Tập đi. Bé có sinh ra cái điều kiện không? Không. Phải tập đi mới đi được đúng không? Giờ có bao giờ bạn thử là gì muốn học gì đó, xong rồi quan sát cho bé có đi được không? Có. Hay là bắt buộc phải học? Chắc đi được, tự đi được. Nhưng mà đi tôi thấy không đúng. Cái này chị bé mới sinh ra không biết đi. Nhưng mà dần dần theo cái lúc rồi biết hẳn. Thì sau này khi mà bạn bước lên tư, bạn học tới môn nhân viên, thì nó sẽ có một cái mốc thời gian 3 tháng cơ bất tiện 6 tháng thì sẽ 1 tháng rồi 6 tháng thì sẽ 1 9 tháng thì sẽ bắt đầu bị bò. Tới 12 tháng thì bé sẽ dẫn dắt đi được. Thì thường người lớn mà thấy ngon, nó sẽ cho bé mặc vô xe đạp đi, nó cố gắng bệnh để cho bé đạp đi. Và nếu như thả luôn, gì cho nó có ngày mà bé đi được à? Có vấn đề đó, tại vì nếu như bé không biết đi thì em sẽ phải giải thích trường hợp là nếu như mình sẽ đi sang như là người rồi đi à. Là có những cái trường hợp là đồ, đồ. Khi bé đã bị bỏ rơi trong đường tử vong, có ngày ta phát hiện ra thì cái bé nó có đi được không? Cái điều nó có đi được các bạn? Được. Đi tốt, đi tốt luôn. Đi tốt nữa, nó phải giỏi hơn. Đi tốt. Thì tôi chắc chèo đây là có những người đồng đó. Thì rõ ràng nó không có thể là 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 không có điều thì cần phải có như thế này. Khi mình tư giới số để hoạt động đúng không? Hay buồn bỏ nào cũng phải hoạt động được. Xong rồi còn như thế này. Còn mấy cơ, nhưng mà cơ nó phải làm mẹ thì nó mới hoạt động được. Còn có gì cũng có thần kinh cơ, nó chắc chỉnh truyền thần kinh cơ, thì thương cũng không được. Nếu một trong các thần kinh cơ được thì nó thì vẫn không thế này. Thì từ cái mạng hồn đi dưỡng dạy nó là lúc mà tôi nhắc coi cái bạn sẽ có lần sẽ có điều kiện hay không thì rồi ví dụ cho cái chuyện là cái thời điểm xuất hiện của bệnh này không tốt thì cái yếu tố để mà nó sản đó hay là cái bạn sẽ về cái hoạt động sinh dục đi, các bạn thấy lúc mới sinh ra có không bạn? Không đúng không? Tại tôi bắt đầu thì cái tuổi có thì thầy không dùng có chưa nhớ gì mới sinh ra ghé đi có nhớ tôi kinh sợ mà nó sẽ dùng cái thời điểm xuất hiện thì cái này sẽ xếp nó vô lại bạn sẽ có điều kiện mà chắc có là sẽ không điều kiện ha. Chỉ phương pháp khi muốn bạn sẽ có điều kiện thì có nghĩa là cái phương pháp điều kiện của các lớp ha là chó với con từ đây cho các bạn xem về cái cơ quan từ đây có ban đầu có lớp phương pháp của từng con sẽ có điều kiện không không biết là có điều kiện gì cả nhưng mà tình cờ phát hiện ha không mới nghiên cứu về cái gì được tiếp cận với con chó rồi vô tình phát hiện ra là học được cho nó thói quen khi mà nó nghe một cái tiếng đập hay là nó một cái sát đèn lên con chó sẽ tiếp cận. Thì đây là chỉ là một cái đoạn video người ta phát hiện mình thôi nên chứ còn giống thì chắc không có quay video này. Okay, okay. Thì đầu tiên là cái khi cố cái hiện tượng tiếng vọng của con chó khi mà cho nó ăn ha. Thì ông thấy là lúc cho nó ăn thì nó sẽ tiết ra được cái bệnh tích vọng của tình. Thì xong thì mới phát hiện
gia đình rằng là khi mà con nó cái tiếng chuông thì thường sẽ lặp lại cái gì đó trong cái giờ cái tuần nó bị dùng tới 9 giờ cái đồng hồ gọi chuông cái xong thì là mới cho nó ăn cái đúng 9 giờ thì sẽ cho nó ăn rồi cái đường còn thế bây giờ cái ông thấy là cứ tới đúng cái giờ đó mà dùng chưa cho nó ăn và ông cái tiếng chuông hồ nó kêu lên 9 tiếng nghe là cái con chó nó đã tiếng cái còn trước khi mà cho nó ăn rồi và mới quan sát được từ đó cái gì cần phải quan sát, cái nước còn do mới rất là cái quý tư là còn. Bây giờ sau cái ông hỏi phần lại thì tức là một cái ánh sáng đèn cộng thử toàn vân để bỏ qua cái khúc bên nhà mình nói nhà cái này không có từ cái gì không thấy là hình tròn là cái khu đồng hồ cứ động chín tiếng đến giờ nó thì con cháu tiếp còn dọn xe lấy che để buồn con chó là cho không thấy đâu như trời để đồ ăn đây ông mới để giả rồi cái tiếng chuông các bạn thấy em ha để tạo hình cái tiếng lắc cách lắc cách này thì khi nó lắc thì các bạn sẽ quan sát rồi cái này cái nghiệp con chó một gì sao đấy hai bay đúng không ạ? Cái một bàn tay là hai bên có đây là mới lấy một cái còn những cái khác có sau đó là trong không có ăn gì thấy quan sát được cái còn tiếp theo được cái còn nhiều hơn chứ không có cái nào chọn cho ăn nữa nghĩ là lấy bàn tay không mất cắt đó thôi không mất cắt bàn tay không mất nghĩ là sắp được cho ăn rồi và cái đường dưới còn có tiếp hơn sao em rất là nhiều cái thể tích nó còn ngang rồi cái mức mà lúc mà nó được cho ăn thật thì lúc này là thấy là đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Biết cơm tư. Ôi, tay cầm. Thầy sẽ đưa mình cho các bạn xem cái đoạn